Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Tôi mình sẽ giới thiệu bữa ăn của mình nha. Đây, đây là bánh chưng rán. Các bạn có thấy không? Bánh chưng rán à? Cái này là cái gì? Đây nhỉ? Bố ơi, đây là cái gì? Tim 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 gà. Tim gà. Còn đây là tim gà này. Còn đây bắt tay. Đây là rượu. Bánh cá. Bánh cá. Cái này là rau. Rau sống. Sống. Đây là tôm ướp. Nước đậu. Còn đây là đậu. Các bạn thấy không? Đây là bữa cơm của mình. Đó. Đây là bữa cơm của bà mình. Ở đây là bữa cơm của mẹ mình. Bye bye các bạn.